Top 10 cây cầu dài nhất Việt Nam. Cầu Cần Thơ. Cầu Cần Thơ được xây dựng vượt qua sông Hậu nối liền giữa tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Cầu có chiều dài 2.750m, hoàn thành năm 2010. Đầu cầu phía đông thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đầu cầu phía tây thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Cầu Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 25 tháng 9 năm 2004. Ban đầu, cầu Cần Thơ được dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 14 tháng 12 năm 2008. Tuy nhiên, vì xảy ra sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ vào ngày 26 tháng 9 năm 2007, nên đến ngày 24 tháng 4 năm 2010, cầu Cần Thơ mới được khánh thành. 9. Cầu Rạch Miễu. Cầu Rạch Miễu là cầu dây văng nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Cầu có chiều dài 2.868m, hoàn thành năm 2009. Bờ bắc của cầu là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bờ nam là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách thành phố Bến Tre 10km. Đây là công trình do Việt Nam tự đầu tư, với thiết kế và tổng thầu là các công ty Việt Nam. Cây cầu này khi hoàn thành giúp tỉnh Bến Tre thoát khỏi thế cô lập về giao thông đường bộ. Ngoài cầu chính, công trình này còn bao gồm đường dẫn hai đầu. Cầu Rạch Miễu nằm trên quốc lộ 60 bắc qua sông Tiền, cách bến phà cũ khoảng 1 km về phía thượng lưu. Đây là chiếc cầu dây văng lớn thứ ba được xây dựng ở đồng bằng sông Cửu Long và là cây cầu đầu tiên do chính các kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công theo công nghệ mới. Cây cầu đã xóa bỏ thế cô lập về giao thông đường bộ giữa Bến Tre và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện để phát triển kinh tế phía Nam và Bến Tre, tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông theo hướng quốc lộ 60. 8. Cầu Vàm Cống. Cầu Vàm Cống là cây cầu dây văng bắc qua sông Hậu, nối liền thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp của Việt Nam. Cầu Vàm Cống cách bến phà Vàm Cống khoảng 3 km về phía hạ lưu sông Hậu và thay thế cụm phà này kể từ khi cầu đi vào hoạt động vào ngày 19 tháng 5 năm 2019. Cầu dài 2.970m, hoàn thành năm 2018. Cầu Vàm Cống hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp người dân hai tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, các tỉnh miền Tây thuận tiện giao thương, đồng thời giúp giảm tải trọng cho cầu Cần Thơ, kết nối khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 7. Cầu Bạch Đằng. Cầu Bạch Đằng là một cây cầu bắc qua sông Bạch Đằng trên tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, nối liền hai tỉnh thành Quảng Ninh và Hải Phòng. Đây là một trong những cây cầu lớn nhất cả nước và đứng thứ 3 trong số 7 cây cầu dây văng có nhiều nhịp nhất thế giới với 4 nhịp dây văng. Cầu dài 3.054m, hoàn thành năm 2018. Cầu là điểm cuối của đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đầu cầu phía bắc thuộc địa phận xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, còn đầu cầu phía nam thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 6. Cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì là cây cầu lớn nhất trong dự án 7 cây cầu của Hà Nội bắc qua sông Hồng, nối quận Hoàng Mai với quận Long Biên, bắt đầu từ điểm cắt quốc lộ 1A tại Pháp Vân, Hoàng Mai cắt đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại Thạch Bàn, Long Biên, điểm cuối cắt quốc lộ 5 tại Sài Đồng, Long Biên. Cầu Thanh Trì có trọng tải H30XB80, tức là xe tải bánh lốp có tải trọng dưới 30 tấn, cũng như xe bánh xích có tải trọng dưới là 80 tấn thì đạt điều kiện về tải trọng để qua cầu. Cầu dài 3.084m, hoàn thành năm 2008. Sau khi hoàn thành, cầu Thanh Trì sẽ góp phần cơ bản giải quyết ách tắc giao thông tại thủ đô Hà Nội. Cầu Thanh Trì được coi là dự án cầu lớn nhất Đông Dương hiện nay. 5. Cầu Thăng Long. Cầu dài 3.116m, hoàn thành năm 1978. Cầu Thăng Long, còn gọi là cầu Hữu Nghị Việt Xô, là cây cầu bắc qua sông Hồng tại vị trí km 6+300, lúc đầu nằm trong tổng thể đầu mối đường sắt khu vực Hà Nội do Liên Xô giúp đỡ xây dựng quy hoạch, và hiện nay thì nằm trên vành đai 3. Nối huyện Đông Anh với quận Bắc Từ Liêm của Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Cây cầu này có quy mô lớn vào loại bậc nhất Đông Nam Á thời bấy giờ và là công trình thế kỷ của quan hệ Liên Xô Việt Nam. Cầu Thăng Long cách cầu Long Biên khoảng 11 km về phía thượng lưu sông Hồng. 4. Cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy là một cây cầu bắc qua sông Hồng, phía đầu cầu bên trung tâm Hà Nội nằm ở địa phận phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, nối quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên. Cầu dài 3.690m, hoàn thành năm 2008. 3. Cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân là một cây cầu tại thủ đô Hà Nội. Đây là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam hiện tại được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 13.626 tỷ đồng, nằm trong tổng số 7 cầu bắc qua sông Hồng nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh. Kết cấu nhịp của cầu chính theo dạng cầu dây văng nhiều nhịp với 5 trụ tháp hình thoi và 6 nhịp dây văng. Cầu bắt đầu tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đến điểm cuối giao với quốc lộ 5 tại km 7+100, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Cầu dài 3.900m,
hoàn thành năm 2015. 2. Cầu Vĩnh Thịnh. Cầu Vĩnh Thịnh là cây cầu bắc qua sông Hồng, nối thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội với huyện Vĩnh Tường thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, trên quốc lộ 2C thuộc tuyến đường Vành Đai 5 thành phố Hà Nội. Cầu dài 4.480m, hoàn thành năm 2014. Cầu Vĩnh Thịnh được thiết kế với chiều rộng mặt cầu 16,5m bao gồm 4 làn xe. Các làn xe đều rộng 3,5m và bảo đảm tốc độ 80 km/h. 1. Cầu Đình Vũ Cát Hải. Cầu vượt biển Đình Vũ Cát Hải, hay còn được gọi là cầu vượt biển Tân Vũ Lạch Huyện, là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và là một trong những cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Cầu vượt biển có bề rộng 29,5m với 4 làn xe, 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Cầu được thiết kế chạy với tốc độ 80 km/h. Cầu dài 5,442 km thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện. Cây cầu được Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng phát lệnh khởi công vào ngày 15 tháng 2 năm 2014 và khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2017. Dầm cầu vượt biển Đình Vũ Cát Hải được thiết kế, thi công theo công nghệ lắp ghép từng nhịp với 1.475 đốt dầm. Bên trong dầm cầu tạo thành một đường hầm kéo dài 4,5 km. Cầu gồm 88 nhịp, mỗi nhịp 60m, được thông với nhau tạo nên một đường hầm dài 4,5 km theo chiều dài của cầu. Đường hầm dầm cầu rộng 9m, cao hơn 2,5m. Mỗi nhịp dầm cầu được thi công lắp đặt gồm 12 bó cáp dự ứng lực. Cáp này có tác dụng chịu lực chính của cầu. Bên trong đường hầm sẽ được lắp hệ thống điện chiếu sáng để phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng dầm cầu. Đây chính là đường hầm dầm cầu dài nhất tại Việt Nam. Dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện giúp giảm chi phí và thời gian đi lại, giảm tai nạn và rủi ro do vận chuyển bằng phà và xà lan, giảm tai nạn và tắc nghẽn giao thông hàng hải tại kênh Nam Triệu, kích thích phát triển công nghiệp ở ven biển Hải Phòng và thúc đẩy hoạt động du lịch tại quần đảo Cát Bà.